chúng con hiệp lòng làm với nhau trong thì giờ này, hướng về nơi thập tự giá của Chúa Giêsu Christ của chúng con. Đấng đã chịu chết, Đấng đã nói với chúng con rằng bởi lần roi của Ngài mà chúng con sẽ được lành bệnh, bởi sự xử phạt Ngài chịu mà chúng con sẽ được sự bình an. Bởi sự chết của Ngài trên thập tự giá mà tội lỗi của chúng con được tha thứ. Đây là một sự mầu nhiệm mà chúng con đã cảm nhận được, đụng chạm và nếm nó trong mỗi cuộc đời của chúng con. Thì giờ này đây chúng con dạn dĩ để tiếp tục đứng nơi chân của thập tự giá, đứng ở nơi chỗ của sự chết, và cũng là nơi mà Chúa đã sống lại để công bố sự đắc thắng thuộc về người có đức tin nơi chính mình Ngài. Giờ này đây nhân danh Chúa Giêsu Christ ở Nazareth, còn công bố trong danh và quyền năng quyết của Chiên Con, xin bàn tay giáo đinh của Ngài đặt trên thân thể của Sơ Hồng Quế ngay trong thì giờ này, ngay phía bên cánh tay phải. Ở trong ơn và quyền năng của Ngài, ta công bố sự chữa lành, ta công bố dòng huyết quản của Chúa Giêsu Christ đang chảy vào trong thân thể này, làm ấm áp lại thân thể này, làm mạnh xương cốt lại thân thể này, làm cho các tế bào được hoạt động lại, làm cho các cơ thịt được phục hồi, làm cho tâm trí được tươi mới, làm cho sự đau nhức được lui ra, làm cho tinh thần được hồi sinh, làm cho đức tin được đâm rễ, làm cho sự sống phục sinh được chiếu sáng trên thân thể này, làm cho uy quyền của Đấng Christ sẽ được tỏa sáng trên những kẻ có lòng tin và nương cậy nơi Ngài. Nhân danh Chúa Giêsu Christ, nơi chốn này là nơi của sự cầu nguyện, nơi của sức mạnh của sự yêu thương, sức mạnh của sự tin cậy và cầu nguyện nơi Ngài. Cho nên đây là nơi mà chúng con công bố mọi người khi đến nơi đây thì sẽ được nếm trải điều mầu nhiệm đến từ nơi Chúa của chúng con. Bởi tình yêu của Ngài, bởi sự chữa lành của Ngài, khiến cho mọi người nhận ra được sự cứu rỗi của Chúa nó không phải chỉ đem con người đến sự ý nghĩa trong cõi đời đời, mà ngay cả trong cõi đời này nữa. Nó không phải làm cho chúng con chỉ nếm trải những gì ở phía bên kia của thế giới, mà còn nếm trải những gì ý nghĩa trong những ngày tháng còn lại ở trên đất này nữa, Cha ơi. Cho nên xin Chúa ban ơn để bất cứ một ai khi bước vào nơi cho hội đồng cầu nguyện này, nơi của sự yêu thương này, thì họ sẽ cảm nhận ra được sức mạnh của tình yêu. Nó lớn hơn mọi thứ, nó lớn hơn cả cấu trúc của tổ chức, nó lớn hơn cả những lý luận của thần học, nó lớn hơn tất cả. Vì sức mạnh của sự yêu thương nó làm cho mọi người hướng về Ngài, hiệp một trong Ngài và tìm kiếm Ngài và khao khát ở nơi Ngài mà thôi. Cho nên con cầu nguyện để bất cứ một người nào nương cậy nơi Ngài thì sẽ không bao giờ bị hổ thẹn. Bất cứ một cuộc đời nào tìm kiếm Ngài thì họ sẽ được đối mặt với Chúa, từ sự vinh quang đến sự vinh quang, giống như Môi-se ở trong sự hiện diện của Ngài vậy. Cha ơi, con nài xin và con công bố mọi điều lời cầu nguyện ngay trong thời giờ này sẽ được ứng nghiệm. Ngay trong buổi tối hôm nay, dấu kỳ quyền phép được tỏ bài. Ngay trong buổi tối hôm nay, lời cảm tạ, lời ngợi khen, lời chúc tụng, sự vui mừng nhảy nhót sẽ xảy đến trên thân thể của Sơ Hồng Quế. Con cảm ơn Chúa. Chúng con hiệp lòng với nhau và ngợi khen Ngài. Chúng con hiệp lòng với nhau và cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.